Vâng, vân gỗ hoàn toàn tự nhiên, liên khối không chấp ghép. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nha. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 10 tháng 12 năm 2019. Thì trên màn hình quý vị đây, chúng tôi vừa hoàn thiện xong, vừa tiện xong một đôi lộc bình bằng chất liệu gỗ hương, có kích thước rất là khủng, đường kính lên tới 57cm và cao 1m8. Thì đôi lộc bình này rất là đẹp, hoàn toàn không có tì vết gì, không có mắt cũng như là sâu thối. Đây là hình ảnh nguyên mộc của sản phẩm, tôi có quay cho quý vị tham khảo. Đây có thể thấy được vân gỗ là hoàn toàn tự nhiên nhé. Tôi chọn được đôi này gỗ rất là đẹp, cũng như là cái phần vân gỗ thì hai bên là rất là đều nhau, hoàn toàn là chúng tôi để nguyên mộc, vẫn chưa đánh dây giáp hay là cạo nạo gì cả. Đó, có thể thấy vân gỗ này khi hoàn thiện lên thì sẽ nổi vân lên đẹp hơn nữa rất là nhiều. Còn ở đây là hình ảnh của gỗ nguyên mộc thôi, nó vẫn chưa được nổi lắm, khi chúng ta hoàn thiện thì nó mới nổi vân lên. Thì theo thuyết hình khí ấy, trong phong thủy khi chúng ta chơi đồ thì là hình nào thì sẽ có dạng khí đấy. Thì với hình dạng và bên dưới phình to và bên trên cổ thắt lại thì nó sẽ mang ý nghĩa là hút tài lộc và cũng như là lưu giữ tài lộc và cho gia chủ, là ý nghĩa phong thủy của đôi lộc bình này. Còn với chất liệu gỗ hương này thì chúng ta bày biện ở trong phòng khách ấy, thì là nó sẽ rất là giá trị, cũng như là mang đến sự sang trọng cho ngôi nhà của bạn. Nếu quý vị có nhu cầu thì hãy đến trực tiếp cơ sở đồ gỗ Tùng Tám tại Văn Khúc, Cẩm Khê, cũng như hãy liên hệ tới số điện thoại là 0987 50816 nhé, để có thể chiêm ngưỡng trực tiếp cái đôi lộc bình này rất là đẹp. Đây, đẹp mê hồn luôn, không có một mắt hay gì cả. Quý vị thấy được hình ảnh nguyên mộc của sản phẩm, tôi vẫn chưa sơn. Ở video này tôi đang quay trực tiếp tại trước cơ sở của chúng tôi, còn bên trong thì cũng có rất nhiều hàng và sản phẩm khác chúng tôi đang chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán 2020 này. Thì mọi người, tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của đôi lộc bình này dưới phần mô tả, bạn dẫn đến website đồ gỗ Tùng Tám .com để mọi người có thể xem được chi tiết của sản phẩm này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.